Thưa quý vị và bà con, tại khu vực Nam Trung Bộ, nghề đánh bắt cá ngừ bao gồm cá ngừ đại dương và cá ngừ vằn, hay còn gọi là cá ngừ sọc dưa. Trong đó, cá ngừ vằn là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất ra các sản phẩm chế biến đóng hộp và xuất khẩu sang nhiều thị trường. Tuy nhiên, nguồn cá ngừ vằn khai thác được đạt chuẩn xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 37 ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ hiện rất thấp. Vì vậy, cả ngư dân và doanh nghiệp đều đang gặp khó. Mặc dù đang vào cao điểm vụ khai thác cá ngừ năm 2024, nhưng nhiều tháng nay, tàu cá của nhiều ngư dân làm nghề lưới vây chuyên đánh bắt cá ngừ vằn phải neo bờ. Nguyên nhân là cá ngừ vằn khai thác được phần lớn không đạt kích thước tối thiểu từ 50cm trở lên, theo quy định của Nghị định 37 năm 2024. Do đó, các doanh nghiệp chế biến sẽ không thu mua. Mỗi năm ngư dân tụi tôi thì từ tháng nay là đi biển hết rồi, mà vì là cá không có tiền, nên là ngư dân tụi tôi là nay là hiện nay là ít có ngư dân nào đi biển hết. Do sao không biết được nữa mà ké lại không có giá. Ké gì cũng vậy, ké ngư hoàng cũng vậy. Chưa có năm nào như năm nay. Đó. Hệ lụy là cá còn người có rèn á, người rèn đó. Nói chung là cái giá cả là hôm nay năm nay là nó bấp bênh lắm. Cái 2023 là 40 ngàn một ký. Bữa nay là còn có 20 ngàn, 17 ngàn, 15 ngàn ép lặng lặng xuống. Hồi tháng 7 là ép còn 15 ngàn thôi. Thì bà con từ tháng 7 tháng 8 là người ta để ghe bờ luôn. Thực tế lâu nay trong mẻ lưới khai thác của ngư dân, sản lượng cá ngừ vằn đạt kích cỡ trên 50cm rất thấp, chỉ chiếm từ 10 đến 15%. Vì thế với quy định về kích thước cá ngừ vằn tối thiểu là 50cm, đã và đang khiến các doanh nghiệp chế biến hoạt động trong lĩnh vực này không đủ nguyên liệu để sản xuất. Bây giờ là doanh nghiệp đang khó khăn là cái thứ nhất là cái tồn đọng đầy kho, không có chỗ chứa. Cái thứ hai là cái dòng tiền không xoay nẩu. Vì cái lượng cá nó quá lớn. Hiện nay với lượng cá khai thác không đạt kích cỡ theo quy định tại Nghị định 37 năm 2024, ngư dân chỉ có thể bán lẻ ra thị trường nội địa với giá thấp, chỉ còn 20.000 đến 40.000 đồng một ký. Với mức giá thu mua này, dù tàu khai thác có đạt sản lượng cao cũng không đủ bù chi phí.